Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn. Người ta thường nhớ thấy ông như một vị vua ăn chơi sa đọa, sáng đua xe trong thành phố, tối giày dầm trong quán bar. Đã vậy, lại còn có đam mê mãnh liệt với cờ bạc. Bao nhiêu tiền quốc khố cũng không đủ cho vua ăn chơi. Chính vì vậy mà ông mới trở thành vị vua tai tiếng đệ nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Nhưng nếu chỉ có cái nhìn phiến diện, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy rằng Bảo Đại là một vị vua tồi tệ mà bỏ qua sự nỗ lực của ông. Vốn là người được học tập tại Pháp từ nhỏ, nên vua Bảo Đại có nhiều tư tưởng tiến bộ. Thế nhưng, con đường chính trị của ông lại gặp nhiều biến cố để cuối cùng phải thoái vị. Trong 19 năm lên ngôi, vua Bảo Đại đã có nhiều nỗ lực trong việc cải tạo triều đình, nhưng đều bị gọng kìm Pháp siết chặt. Vậy trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những cống hiến của Bảo Đại cho Việt Nam trong thời gian ông còn tại vị. Năm 1766, chúa Nguyễn Phúc Luân, tức Hưng Tổ Hiếu Khương Hoàng Đế Từ Trần. Khi đó, người con thứ ba của ông là Nguyễn Phúc Ánh mới 4 tuổi, đã theo người chú là Nguyễn Phúc Thuần, tức Duệ Tôn vào Nam. Khi Phúc Ánh trưởng thành, được Duệ Tôn cho làm trưởng sứ tướng tả dự quân. Đến khi Duệ Tôn tử trận, Phúc Ánh được phong làm đại nguyên soái kế vị Duệ Tôn. Năm 1802, ông lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long, và từ đó cha truyền con nối cho tới Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, tức vua Bảo Đại, là đời thứ 13 triều Nguyễn. Vĩnh Thụy lên ngôi từ năm 13 tuổi, kế vị vua Khải Định, ngự trị ngai vàng 19 năm, cho đến khi cách mạng tháng 8 thành công. Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy sinh ngày 22 tháng 10 năm 1913. Khi 9 tuổi, đã được khâm sứ Huế là Charles nhận làm con nuôi và đưa sang Pháp học nghề làm vua tại trường chuyên ngành khoa học chính trị Lycée Condorès Puyis Session Polisque ở Paris. Khi vua Bảo Đại qua đời, Vĩnh Thụy về nước chịu tang cha và lên ngôi vào ngày 8 tháng 1 năm 1926, lấy niên hiệu là Bảo Đại. Sau khi làm lễ đăng quang và an táng vua cha, Bảo Đại trở lại Pháp tiếp tục học tập, còn mọi việc trong nước giao cho hội đồng phụ tránh, do quan đại thần Nguyễn Hữu Bài đứng đầu điều hành. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi việc đều do người Pháp sắp đặt và cai trị, còn chính phủ Nam Triều chỉ đóng vai trò thừa hành. Từ giữa những năm 20 trở đi, ở nước ta, nhiều đảng ái quốc ra đời, lập chiến khu, dấy lên các phong trào chống thực dân Pháp. Trước tình thế đó, vào mùa hè năm 1932, Pháp buộc phải đưa Bảo Đại về nước với hy vọng ông đã học xong trường cao đẳng chính trị. Vị vua trẻ mang phong cách và văn minh phương Tây về nước có thể thu phục được các tầng lớp thanh niên, nhất là đội ngũ trí thức, làm nguội dần các phong trào chống Pháp. Đầu tháng 9 năm 1932 về tới Huế, ngay lập tức Bảo Đại ra mắt quần thần, ngỏ lời cùng quốc dân, đưa ra nhiều lời hứa, mong muốn cải cách, xây dựng một đất nước văn minh. Quả thực, sau 10 năm ăn học ở Pháp, tiếp thu lối sống phương Tây, Bảo Đại đã cho bỏ những tập tục lễ nghi cổ truyền mà các vua cha bày ra. Trước hết, ông ban sắc dụ, từ nay hoàng thượng tới đâu, thần dân không phải quỳ lạy, có thể ngẩng đầu chiêm ngưỡng lòng nhàn đức vua mà không sợ phạm thượng. Các quan cũng không phải quỳ lạy mỗi khi vào chầu. Bên cạnh đó, ông cũng cho thành lập viện dân biểu để người dân trình bày những nguyện vọng lên nhà vua. Làm như vậy, thực ra Bảo Đại nhằm tới hai mục đích. Thứ nhất, để tỏ ra là một nhà vua tiến bộ, bình dân, tôn trọng những người lớn tuổi đáng bậc cha chú, nếu cứ bắt họ phủ phục mỗi khi vào chầu thật khó coi. Thứ hai, nhân dịp này, để các quan Tây vào chầu cũng khỏi phải chắp tay xá lạy, mà chỉ cần bắt tay tỏ ý thân thiện theo kiểu phương Tây. Tiếp theo, Bảo Đại cải tổ bộ máy hành chính, cho các vị thượng thư già yếu hoặc kém năng lực về hưu. Chẳng hạn như Nguyễn Hữu Bài đã làm thượng thư quá lâu, lại có tư tưởng bài Pháp, nên được nghỉ trước tiên. Đồng thời, sắc phong thêm 4 thượng thư mới lựa chọn trong giới hành chính và học giả. Nhà vua cũng cho phép Hội đồng Tư vấn Bắc Kỳ được thay mặt Nam Triều trong việc hợp tác với chính phủ bảo hộ. Trong khi đó, Bảo Đại tiến hành các cuộc ngự du, trước hết là bái yết vong linh tiên đế nhà Nguyễn, về Thanh Hóa, Vinh Quỳ Bái Tổ, thăm Hà Nội, Sài Gòn, Tây Nguyên và các địa phương khác để nắm được nguyện vọng của thần dân. Có lẽ vì vậy thời đó, người ta coi Bảo Đại là nhà vua cải cách. Tuy nhiên, mọi việc quốc gia đều trong lòng bàn tay người Pháp. Chính quyền thực dân đàn áp các cuộc nổi dậy ở Yên Bái,
phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh khiến nhà vua không thể xoay sở được gì. Thượng thư Ngô Đình Diệm xin từ quan, việc triều chính nằm trong tay ông Phạm Quỳnh và người Pháp. Do đó, trong thời gian làm vua, ông Bảo Đại chỉ còn biết săn bắn và thể thao, thường sống ở Đồn Điền, Quảng Trị, ở Bạch Mã, Đà Lạt hơn là giam mình trong bốn bức tường thành nội cung với cỏ mọc rêu phong. Từ khi chấp chánh cho đến ngày 9 tháng 3 năm 1945, ngày Nhật Bản đảo chánh, ông cũng giảm thiểu càng ít càng tốt mối ràng buộc với Pháp trong những chính sách thất nhân tâm. Công việc của ông chỉ là công việc tế lễ, như lễ ở Nam Giao, cúng thị các tiên vương, ban phát sắc bằng huy chương cho hàng quan lại, còn mọi việc cai trị, ông giữ thế mắt đuôi tai biếc. Ông Bảo Đại làm vua bù nhìn, nhưng nếu những ai đã từng sống đồng thời với ông, chịu khó quan sát cảnh ngộ của ông ta, đều phải nhận rằng nếu ta ở vào địa vị của ông thì cũng khó có thể làm gì được khác hơn. Vua Bảo Đại hoàn toàn bị bao vây kìm kẹp, nhất cử nhất động của ông ta đều bị thực dân Pháp theo dõi, kiểm soát gắt gao. Họ đặt quan hầu người Pháp bên cạnh, họ lập cho ông một đội lính khố vàng, Ngụy Lâm Quân, do viên đại úy Bon trực tiếp chỉ huy, đóng ngay trong hoàng thành để canh chừng những hành động chống đối của nhà vua. Họ đặt các vị thượng thư toàn là tay chân thân tín của họ để ngăn cản vua mưu đồ thực hiện những cuộc cải cách hay những âm mưu nổi loạn như các vua tiền triều. Thế mà người Pháp vẫn chưa vừa lòng, họ còn đặt những viên cố vấn người Pháp gọi là hội lý bên cạnh các vị thượng thư để kiểm soát các vị này và để triều đình An Nam thi hành cho đúng những chỉ thị do toàn quyền và khâm sứ bàn bố. Vừa không đủ khả năng và điều kiện nhân tâm cũng như điều kiện hoạt động để khởi phát một cuộc đấu tranh, vừa phải khôn khéo hóa giải những áp lực chính trị có thể làm sụp đổ vĩnh viễn triều đại nhà Nguyễn. Vua Bảo Đại chỉ còn hai chọn lựa, hoặc là một vị vua tay sai mang tội với lịch sử, hoặc là một vị vua bù nhìn bất lực cho hậu thế chê cười. Và ông đã chọn lựa, hậu thế chỉ có thể chê cười mà không thể kết ông tội bán nước hay tay sai. Nhưng người khác vẫn tiếp tục nhúng tay vào cuộc đời Bảo Đại, đến cuộc hôn nhân như mơ của ông cũng bị cho là được sắp đặt từ trước. Vua Bảo Đại về nước được một thời gian, việc triều chính tạm yên thì vợ chồng ông Charles, người giám hộ, bắt đầu lo chuyện thành hôn cho ông. Vào cuối năm 1933, ông bà Charles rủ vua Bảo Đại đi Đà Lạt tại khách sạn Labian huy hoàng tráng lệ. Bà Charles dẫn tiểu thư Marie Thesser chính thức giới thiệu với nhà vua trẻ tuổi trước sự chứng kiến của quan toàn quyền Pierre Pasquier. Tất nhiên, khi đã có phù phép của chúa tể thực dân tại Đông Dương, thì cuộc hôn nhân chính trị giữa vua Bảo Đại và cô Nguyễn Thị Lan nhất định phải thành. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, triều đình Việt Nam có một vị hoàng hậu theo Công giáo La Mã qua sự sắp đặt của các thế lực phương Tây. Sau 400 năm, công tác truyền giáo đạt đến cao điểm bằng sự có mặt của một nữ tín đồ trong chốn thâm cung của triều đình Việt Nam. Và cô Marie Thesser từ nay được mang danh hiệu là Nam Phương Hoàng hậu. Trường hợp hôn nhân của vua Bảo Đại và cô Marie Thesser chỉ là một trong rất nhiều hình thái kiểm soát, vận dụng, khai thác một vị vua của các thế lực, thế quyền và giáo quyền Pháp. Trôi nổi trong một hoàn cảnh như thế, sự bất lực chính trị đã biến sự bất mãn thành ra một sự chán nản tâm lý và sinh lý. Ông chỉ còn biết mượn những thú thể thao để khuây khỏa cho phù hợp với thói quen phóng khoáng của cuộc sống Paris mà ông đã bị điều kiện hóa từ ngày ông du học ở Pháp. Năm 1945, sau khi được tiếp xúc nhiều lần với vua Bảo Đại, học giả Trần Trọng Kim đã có nhận xét: vua Bảo Đại thông minh, am hiểu tình hình. Trong thời bảo hộ của nước Pháp, hình như ngài chán nản không làm gì cả, chỉ săn bắn và tập thể thao. Ngài có vẻ trang nghiêm và nói những điều rất đứng đắn. Học giả Trần Trọng Kim quả thật đã mô tả đúng tâm sự của một con người bất đắc dĩ phải làm vua bù nhìn, là một vị vua không nổi loạn được vì bị kìm kẹp, không làm tay sai được vì lòng yêu nước nồng nàn, và nhất là không tự xử thân mạng được vì trách nhiệm duy trì dòng dõi nhà Nguyễn. Khi Thế chiến thứ hai sắp tới hồi kết, quân Nhật tràn vào nước ta. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, cai trị dân ta, bắt nông dân nhổ lúa, trồng đay, ngô để cung cấp cho chúng. Kết quả năm đó thiếu thóc gạo, dẫn đến nạn đói giết hại 2 triệu người, chủ yếu ở đồng bằng Bắc Bộ, nơi được coi là một trong hai vựa thóc của nước ta. Quá bất ngờ, Bảo Đại vội vàng tìm một số người ít thân với Pháp trước đây để thành lập nội các mới.
Trong vòng từ tháng 4 đến tháng 8 năm 1945, nhà vua ủy thác cho Trần Trọng Kim hai lần thành lập nội các thân Nhật. Nhưng đây cũng chỉ là những chính phủ bù nhìn. Mọi chính sách và hoạt động nhất nhất đều chịu sự giật dây của một cố vấn tối cao người Nhật Yokoyama. Thực ra, khi thế cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đang ào ào dâng lên, thì cũng không có một ông vua hay một chính phủ Nam Triều nào khi đó có thể đứng vững. Từ đầu tháng 8, Bảo Đại cũng như cả hoàng tộc đều vô cùng hoang mang, lo lắng. Cũng dễ hiểu bởi họ liên tưởng tới một thực tế là hoàng đế Louis thứ 16 của nước Pháp xưa kia hay sao hoàng Nicholas của Nga khi cách mạng nổ ra lật đổ ngai vàng đã bị xử tử ngay. Còn như Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc sau khi bị hạ bệ cũng phải đi lao động cải tạo nhiều năm rồi mới được trở về làm công dân cho đến hết đời. Trong tình hình đó, vua Bảo Đại coi ông đồng lý văn phòng Phạm Khắc Hoè như một người cộng sự tâm phúc nhất. Quả thực, ông Hoè đã đóng vai trò rất đặc biệt. Ông theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình chiến cuộc giữa quân đồng minh với phe phát xít, bắt liên lạc với các nhà ái quốc để tìm hiểu chủ trương, đường lối của cách mạng, để rồi đưa ra những lời khuyên nhủ khéo léo cho nhà vua cùng hoàng tộc. Thấy nhà vua đã rất nao núng, hoang mang tột độ, ông Hoè buông lời thăm dò xem Bảo Đại có biết lãnh tụ những ái quốc là ai không. Bảo Đại nói rằng cũng chỉ nghe lơ mơ khi hoạt động tại Pháp, cụ những ái quốc đã viết chuyện con rồng tre với thâm ý đả kích Khải Định, vua cha của ông. Nhân đó, ông Hoè còn đem chuyện Sấm Trạng Trình ra kể cho Bảo Đại nghe. Ông bảo ở Nghệ An, người ta thần thánh hóa vị lãnh tụ những ái quốc. Cụ đã từng hoạt động ở Pháp mà danh tiếng đã vang dội về nước. Bảo Đại chẳng cần nghĩ lâu, nói ngay. Nếu quả người cầm đầu Việt Minh là Thánh Nguyễn Ái Quốc thì tôi sẵn sàng thoái vị ngay. Ngày 22 tháng 8 năm 1945, Việt Minh ra tối hậu thư đòi nhà vua phải trao trả chính quyền cho nhân dân và hứa đảm bảo tính mạng, tài sản cho hoàng gia với những điều kiện. Nhà vua phải trao lại cho chính quyền cách mạng đội lính phố vàng với tất cả vũ khí, đạn dược. Nhà vua phải báo cho Nhật biết là triều đình đã trao tất cả quyền binh cho chính quyền cách mạng rồi. Nhà vua phải điện ra lệnh cho tất cả các tỉnh trưởng phải giao chính quyền cho cách mạng, tức là Việt Minh. Ngày 17 tháng 8, Bảo Đại ban hành dụ số 105 chấp nhận bàn giao chính quyền cho Việt Minh, song vẫn hy vọng có thể giữ được ngôi báu bằng cách mời các lãnh tụ Việt Minh về Huế thiết lập nội các mới. Chiều ngày 22 tháng 8 năm 1945, Bảo Đại nhận được một bức điện tín từ Ủy ban Dân tộc Giải phóng với nội dung: trước ý chí đồng nhất của toàn thể dân chúng Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu vãn nền độc lập quốc gia, chúng tôi thành kính xin Đức Hoàng đế hãy làm một cử chỉ lịch sử để từ bỏ ngai vàng. Trước cao trào cách mạng và nguyện vọng của nhân dân, Bảo Đại đã quyết định một việc sáng suốt nhất trong cuộc đời ông, chính là đồng ý thoái vị, sẵn sàng hy sinh mọi quyền lợi vì sự nghiệp chung và yêu cầu người của Ủy ban Dân tộc Giải phóng sớm đến Huế để nhận bàn giao. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, phái đoàn Ủy ban Dân tộc Giải phóng gồm ông Trần Huy Liệu, ông Nguyễn Lương Bằng và ông Cú Huy Cận lên đường vào Huế tiếp nhận việc thoái vị của Bảo Đại. Cùng ngày, tại hội nghị tư vấn ở Điện Kiến Trung, Bảo Đại cho thảo luận về bản tuyên cáo thoái vị mà ông Phạm Khắc Hoè đã dự thảo từ trước. Bản tuyên cáo viết, lúc này, đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Tất cả các giai cấp, các đảng phái, cho đến cả người hoàng phái cũng vậy, đều nên hợp nhất mà ủng hộ triệt để chính phủ Dân chủ Cộng hòa, giữ vững nền độc lập của nước nhà. Đối với cá nhân vua Bảo Đại, sau 20 năm ngai vàng bệ ngọc đã biết bao ngậm đắng nuốt cay, từ nay lấy làm vui được làm dân tự do của một nước độc lập. Đồng thời, vua Bảo Đại đề nghị với phái đoàn ba nguyện vọng. Một là xin chính phủ cách mạng không phân biệt đối xử với mọi người trong hoàng gia và quan lại trong triều. Hai là xin chính phủ tạo điều kiện cho các quan lại trong triều được tham gia vào những công việc của đất nước tùy khả năng và hoàn cảnh của từng người. Ba là xin chính phủ đối xử với lăng tẩm, đền miếng của triều Nguyễn cho có sự thể. Chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945, lễ thoái vị của Bảo Đại được chính thức tổ chức ở Ngọ Môn trước sự có mặt của hàng vạn đồng bào Huế. Đi cùng nhà vua có đồng lý Ngự Tiền Phạm Khắc Hoè và hoàng thân Vĩnh Cần. Bảo Đại mặc đại triều phục, đọc lời tuyên bố thoái vị. Lá cờ quẻ ly của triều đình Huế trên kỳ đài được hạ xuống.
lá cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam mới được kéo lên giữa những tràng vỗ tay và tiếng hoan hô như sấm, đan xen bởi những phát súng nổ vang trời chào quốc kỳ mới của Tổ quốc hồi sinh. Bảo Đại làm lễ trao ấn kiếm cho đại diện chính phủ lâm thời, chính thức trở thành một công dân bình thường của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Các ông Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng, Cù Huy Cận thay mặt chính phủ lâm thời chấp nhận sự thoái vị của Bảo Đại và tiếp cận quốc ấn bằng vàng và thanh gương trong vỏ nạng ngọc do Bảo Đại chuyển giao cho chính phủ. Ông Trần Huy Liệu sau đó đọc diễn văn, nêu rõ thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của quá trình đấu tranh anh dũng, kiên cường của nhân dân Việt Nam, tuyên bố xóa bỏ chính thể quân chủ ở Huế cũng như trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nhấn mạnh chính sách của chính thể Dân chủ Cộng hòa là đoàn kết mọi tầng lớp quốc dân để giữ nước và dựng nước. Hàng vạn quân chúng đồng thanh hô vang một góc trời, Việt Nam độc lập muôn năm, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm. Ông Nguyễn Lương Bằng thay mặt đoàn đại biểu chính phủ tặng Vĩnh Thụy huy hiệu cờ đỏ sao vàng, đồng bào dự meeting hoan nghênh người công dân Vĩnh Thụy. Có thể khẳng định rằng, sự kiện vua Bảo Đại thoái vị mang ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Nó đã đặt dấu chấm hết cho chế độ phong kiến tồn tại hơn 10 thế kỷ, đồng thời cũng gián tiếp công nhận tính hợp pháp của chính quyền dân chủ nhân dân. Với việc tuyên bố tự nguyện thoái vị, Bảo Đại buộc phải nhận ra và thuận theo sức mạnh không thể chống lại của nhân dân trong cuộc cách mạng bằng ý chí của toàn dân tộc. Đồng thời, đã triệt tiêu một đầu mối mà các thế lực đế quốc phản động muốn duy trì, sử dụng để mưu toan chống phá chính quyền cách mạng, đặt lại ách thống trị lên đất nước ta. Sau khi thoái vị trở thành công dân một nước độc lập, Nguyễn Quốc Vĩnh Thụy được chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối xử rất tốt. Đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh mời Vĩnh Thụy làm cố vấn tối cao cho chính phủ lâm thời, trở thành thành viên của Ủy ban soạn thảo hiến pháp. Tháng 1 năm 1946, Vĩnh Thụy được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên. Rất tiếc, từ khi ra Hà Nội, sống xa gia đình vợ con, vốn tính xa hòa phóng đãng, lại bị những kẻ buôn vua giàu có bỏ tiền ra mồi chài, Vĩnh Thụy đã nhanh chóng sa vào con đường trụy lạc, tham thú phòng khuê và những trò đỏ đen. Không lâu sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Vĩnh Thụy thay mặt chính phủ đi một chuyến qua Trung Quốc, Pháp, Anh, Mỹ để giới thiệu chế độ mới, vận động họ công nhận nước Việt Nam độc lập. Dù được Hồ Chủ tịch rất tin tưởng, song Vĩnh Thụy vốn là một người nhu nhược, không vượt qua được sự túng thiếu về tài chính và các cạm bẫy của mật thám Pháp, nên ông đã bị Pháp mua chuộc, trở lại làm bù nhìn cho thực dân Pháp và bị Ngô Đình Diệm phế truất vào năm 1954, phải sống cuộc đời lưu vong ở nước ngoài đến khi qua đời vào năm 1997. Ở ngôi vua và quốc trường gần 25 năm, nhưng trên thực tế không có mấy thời gian Bảo Đại thực thi chức trách quyền hành của mình. Phần lớn quỹ thời gian ông dành cho thể thao, săn bắn, vui chơi và giải trí cùng người đẹp. Người ta thấy ông sống ở Tây Nguyên nhiều hơn ở kinh thành. Sau khi bị Ngô Đình Diệm tiếm ngôi quốc trưởng năm 1954, Bảo Đại sống lưu vong ở Paris và vẫn được Pháp trả lương. Đương nhiên không nhiều nên không thể sống xa hoa như trước, thậm chí lắm khi còn bị viêm màng túi. Những ngày cuối đời, cựu hoàng muốn thấy những vật báu của hoàng triều để lại, nhưng các con ông lo ngại không muốn trao cho phụ thân, sợ khi túng tiền ông bán đi thì uổng phí, hoặc sợ khi ông qua đời lại rơi vào tay bà Monique Bordeaux, người vợ cuối cùng có hôn thú với ông. Gia đình lục đục, hầu hết con cháu không ưa gì bà Bordeaux nên ông rất buồn. Mãi tới năm 1982, nhân dịp khai trương hội hoàng tộc ở hải ngoại, những người con của bà Lê Thị Phi Ánh và Hoàng Tiểu Lan đang sống ở Mỹ mời ông sang dự, ông mới có chuyến đi đầu tiên tới nước Mỹ. Tuy chỉ là một chuyến thăm riêng tư, nhưng đi tới đâu, Bảo Đại cũng được bảo vệ cẩn thận. Khi tới thăm Sacramento, ông còn được tặng chiếc chìa khóa vàng tượng trưng của thị trấn này. Tới thăm thành phố Westminster, ông cũng được bà thị trưởng Bushall tặng danh hiệu công dân danh dự của thành phố. Cũng nhân dịp Bảo Đại thăm Mỹ, nhiều người con của ông đã xin được làm lại giấy khai sinh. Thay vì giấy khai sinh cũ chỉ có tên mẹ, nay đã có cả tên cha là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Suốt 3 tuần ở Mỹ, được sống giữa đông đảo con cháu và gặp lại nhiều bạn bè cũ, ông cảm thấy rất vui. Sau đó trở lại Pháp, bệnh suy thận tái phát. Năm 1997, mấy lần ông phải vào bệnh viện điều trị. Thế nhưng không qua khỏi, ông từ trần ngày 1 tháng 8 năm 1997, thọ 84 tuổi. Đám tang Bảo Đại được nhà nước Pháp cử một sĩ quan mang quốc kỳ Pháp, một tiểu đội lính Lê Dương quân phục trắng, mù đỏ trên vai, ngực đeo huy chương lấp lánh, bông súng đi bên đình cữu.
Bộ Ngoại giao nước ta đã gửi điện chia buồn tới Tăng Quyến. Ngoài ra, còn có vòng hoa phúng viếng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cuộc đời vua Bảo Đại trải qua nhiều thăng trầm cùng những giai thoại nửa hư nửa thực. Dù phải thoái vị do những biến động thời cuộc, nhưng không thể phủ nhận những tư tưởng tiến bộ, những nỗ lực của hoàng đế cuối cùng trong triều đại nhà Nguyễn. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.